năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh Nghệ An tổ chức 236 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản vi phạm đến 770 trường hợp. Các lỗi phổ biến là người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Đối với vi phạm quy định về nồng độ cồn đã xử lý 41 trường hợp và 91 trường hợp bị xử lý lỗi chạy quá tốc độ quy định. Với nỗ lực của các lực lượng chức năng, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 3 ngày nghỉ lễ diễn ra khá ổn định. Tính đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2017, trên toàn tỉnh đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người tử vong. Sáng ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Đào trú tại thành phố Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Thị Đào hứa hẹn có thể đưa người đi xuất khẩu lao động với chi phí thấp. Tổng số tiền Đào chiếm đoạt của 100 người gần 1,9 tỷ đồng và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29 tháng 1 năm 2015, Đào bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Thị Đào 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 3 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khen thưởng ban chuyên án 126B do Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đấu tranh bắt đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép gần 500kg pháo các loại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hoa chúc mừng và trao thưởng 30 triệu đồng cho ban chuyên án. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng tặng hoa chúc mừng và khen thưởng ban chuyên án 126B. Chiều ngày 3 tháng 1, Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng điện tử nhập lậu số lượng lớn. Trong quá trình tuần tra, Công an phường Vinh Tân phát hiện một chiếc xe tải biển kiểm soát 89C07122 do anh Đỗ Xuân Phương, sinh năm 1991, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên, đậu trái quy định. Lực lượng công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên xe đang chở số lượng lớn thùng cắt tông hàng điện tử do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, anh Phương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng điện tử nói trên. Hiện lực lượng công an phường Vinh Tân đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên và hoàn tất hồ sơ chuyển công an thành phố để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.